chợ đầu mối nông sản của Thủ Đức nè mọi người, một trong những chợ đầu mối lớn nhất của Sài Gòn. Thì đang đi tìm mà cô cô Phượng, mẹ của bé Vi đó, đang ở cái nhà trọ này, sống rất là cơ cực mọi người ạ. Con ngủ quá, con cho người ta, con để ra con bệnh quá, nó nằm trong bệnh viện, con tốn hết 50 mấy triệu. Cái đứa đó là sức khỏe con yếu mà kém, nói chung là gọi là nặng luôn á. Thì là năm đó là con phát hiện cho con bị nhiễm trùng máu, đã nói là cái bệnh là nhiễm trùng máu thì nọ, liền là con thấy là không đủ tiền. Thì mẹ con bà cũng nói bây giờ á, bây giờ mày thà mày cho người ta nuôi, người ta còn lo được cho con mày, chứ giờ mày bệnh như vậy nè, rồi mày không lo cho con mày tới nơi tới chốn, rồi ai rồi mày sao, rồi vừa phải lo bệnh mày, rồi phải vừa lo con mày nữa, rồi mày không đâu mày nhắm sao, thà mày cho người ta còn lo cho con mày ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn. Thì lúc đó con mới chấp nhận rồi con ấy, rồi xong nói chung là người ta cũng thương, người ta cũng cho con, giống như là người ta không có cho con bé đó nó biết con là mẹ nó thôi, còn nhưng mà người ta vẫn liên lạc với con, là nói con là nó sống vậy đó, mỗi ngày chụp hình qua rồi gửi qua, lúc đó con có chơi Facebook đó, người ta có chụp hình, người ta có này nọ cho qua cho coi hình này nọ, rồi xong về sau thấy nó nằm trong bệnh viện không, rồi lúc đó nó đi luôn. Ví dụ mà có con để con biết, con mong là người ta cho con biết cái chỗ mà chôn cất của con thôi, nhưng mà ở trong Việt Nam thôi, đừng có đi ra nước ngoài, con không có khả năng nữa. Tại vì con chỉ muốn là người ta hiểu với hoàn cảnh này, giống như là mẹ nhớ con rồi sao thôi, con chỉ mong người ta cho con, người ta thương con thì người ta cũng hiểu cái cảm giác là con cũng thương con của con như thế nào, nên chỉ mong là người ta cho con biết cái chỗ chôn cất thôi. Rồi con tự mua đồ, rồi từ con lên cúng bé thắp tới lớn, là lúc 14 tuổi là Vi bị người ta lấy, là đó là năm 14 tuổi đây đẻ thằng này. Yeah. Đó là xong xuôi rồi, là Vi lúc nào cũng đi theo tôi hết. Nhưng mà từ khi Vi đẻ thằng này ra tới giờ là nó biết lâm vô con đường ăn chơi. Tại đẻ thằng này ra là năm 2013, 14 có bắt đầu là nó đua đòi, nó ăn chơi. Họ chú nè, xe tôi cũng không có, mà các cái tôi không có. Giờ tôi muốn đi tìm cháu tôi thì tôi đi xe ôm tiền, là tôi đi tôi mới mượn người ta 500 ngàn để làm giống buôn bán. Mà bây giờ tôi đi xe ôm tiền đâu nữa. Đó, hôm gà tôi sốt ruột lắm, nó dẫn cháu đi. Bây giờ lỡ nó phơi thuốc hay là nó đau bụng đẻ, ai giữ gần nhóc 2 tuổi đây. Rồi người ta lợi dụng chỗ đó, người ta dẫn đi bắt cóc, ta đem bán rồi làm sao. Cô nhận hàng nào cô? Dạ, 3 giờ rưỡi em. Được rồi, có nước suối hả em? Cảm ơn. Dạ, bữa nay em bán cho Lan đó. Đây là bán bắp nướng ngay ở khu chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Cũng được. Ai cho con? Ta cho, mẹ ba cũng cho con đó. Mẹ ba luôn hả? Dạ. Không có hai người mẹ. Ồ. Ủa mà sao người ta cho biết, ta cho quen á hả? Chị chơi á, cái tụi nó chị lên chương trình tránh mẹ ngoại nói chuyện, chị lên chương trình 60 giây á, cái thấy chị, cái ta nói ra chương trình 60 giây luôn ha. Phải không? Không. Chú nợ hả? Thì bây giờ phải chịu thôi, chứ giờ sao, bây giờ không xuất hiện thì sao à? Giờ con mình phải chọn một trong hai cái, một cái mình xuất hiện. Dạ chính rồi cô. Còn chú... cái nào cô muốn, cái nào là cái đó. Đây là cô Phượng nè mọi người, đang bán bắp nướng, cũng có vài trái thôi. Bán ngày ngày là nhiêu cô? 150. 150 cũng khá chứ. Chắc mà ta có giúp mình không? Dạ, có chị đi bán vé số, chị đi mượn. Mượn vốn hả? Vốn nhiêu? Vốn 500 chị mua. Vốn 500 mà lợi 150 là cũng khá nha. 150 là có sao nói vậy à? Dạ đúng rồi, có sao nói vậy người ơi. Chứ không có nói láo, nó
chính xác luôn, nói thiệt cái ai cũng quý mình thương mình đúng không? Nhìn cái bắp nó cũng hấp dẫn quá. Cái này là, dạ cứ bán cho cô đó đi, dạ tập trung bán. Cái này mọi người thương ủng hộ chứ. Trái gì nhiêu cô? 10.000. Một tối vậy cô mình bán bao nhiêu trái cô? Cô bán chừng 25 30 trái à. Ít vậy? Không có vốn hay là mình bán không nổi? Tại vì không có đèn bóng, ví dụ có đèn bóng mình đẩy đi được. Ủa chứ đèn ở đây không có hả? Không có em. Không ăn mỡ hành hả cô? Ăn hành không em? Ăn hành đợi chị chút. Thơm quá cô. Hấp dẫn. À này à, giống như là quay clip để review món ăn à. Cũng khá là hấp dẫn đó chứ. còn 25 trái, dạ. 25 trái thì chỉ có là 10.000, 100.000 thôi. 25 trái là 100, mà 50 trái là 150. Trái mà lại 150. Vì sao không? Tại vì người ta thương người ta cho. À, cho thêm. Sao nói vậy người ơi nữa. À, chứ không phải là... Cái này phải nói rõ cô ha. Tại mình thêm, ta thấy mình làm ở hành thì này rõ được, cái cho mình thêm. Dạ. Sao cô không đeo khẩu trang vô cô? Có em, có mình ăn cái... lu bu nè. Ăn lu bu cô đeo đàng hoàng. Giờ này cũng chiều rồi, gần 6 giờ chiều rồi mọi người. Cô có cho thằng Khánh ăn cơm chưa cô? Hoàng Anh ăn rồi. Đó là thằng Hoàng Anh hả? Còn thằng kia đi rồi mấy thằng đi kiếm không gà không có, mượn xe đó. Thằng em cho mượn xe đi kiếm á. Có phải không? Giờ không biết ở đâu luôn. Em có ở khách sạn quận 12 nè. Nó ở khách sạn không à? Nhưng mà tiền nó ở khách sạn cô. Mai mối. Nó có tiền. Ờ. Giờ em thương chị cho bộ rà rà nó đi. Rồi đặng chị lên chị bóc chị cháu về. Đây là để em vô số điện thoại cho chị điện cho cái chị này ở trên quận 12 nè. Nói nó đang ở trên quận 12 đó. Nhưng mà con nhỏ này nó giấu, nó biết chị là nó giấu à. Giấu con nhỏ hả? Ừ. Nó biết là nó giấu rồi. Trời, hôm nay có tin tức gì nó không? Không, chị đi kiếm người ta cho mượn xe này nè. Đó. Chị chạy đó, chị đi kiếm đó, rồi chị chạy xe ôm nữa. Hôm qua chạy xe ôm được 100.000 đó. Chạy cho vòng vòng đây luôn hả? À. Chạy. Mượn xe của người ta chạy hả? Em nào mượn xe của em đó đó. Ở đây người, mọi người cũng tốt quá ha. Đó, em đó đang ngồi đó. Dạ. Chào chị. Ủa, quay lại đó hả? Dạ. À, để em tìm cái số điện thoại của cái chỗ khách sạn em điện nha, chị nói chuyện ha, coi 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 bé mình nó có đó không, rồi lên để mà nó sắp đến ngày sinh nở rồi. Chị biết rồi, chị đi vô Từ Vũ chị kiếm nó dán cho chị cái cục gì ở đây nè. Hồi nào? Hồi ngắm kia. Dán cục gì là sao? Dán cái hình gì đó đi vô á, cái nó lấy cái máy nó rà chị vậy nè. À đo nhiệt độ. Rồi cái bắt đầu nó cho chị kê khai đồ này nọ, rồi mới vô kiếm được đó. Hỏi cái tên nó đâu có đâu. Chưa có chứ không phải không có, mốt nó để đó. Rồi bây giờ em nói là chị muốn á thì chị đến Từ Vũ chị hỏi cha Sơn. Chị có biết cha Sơn không cha? Có biết đâu. Chứ đợt mà hồi xưa nó sanh cái đợt kia là ai lo cho nó? Không á. Có cha nào lo đâu, chị mượn nợ đi lo không á. Phải không? Ơi, có cha nào mà nhảy vô lo. Chị mượn nợ không á mà chị mượn hả? Chị mượn nợ, chị mượn né luôn. Đi mượn né hay là đi trốn mọi người. Mà cô Phượng nói theo cái ngôn ngữ cũng rất là thịnh thành. Đi mũi né thật ra là đi trốn nợ đó. Mà là, đúng không cô? Mọi đúng người rồi. Nghe không hiểu tưởng đâu cô giả vậy còn đi mũi né lắm biển nữa chứ. Trời ơi. Bị giật 150 tờ số nó báo cô cái cô tưởng trời. Hồi nào nữa? Lâu rồi. Sao bữa không kể? Cô bán đó. Bị giật á rồi cái nó lấy. Gì giật? Cái số dễ. Ủa? Giật chưa ta mới chưa mới nghe vụ giật nè. Đâu phải, tại vì thiếu nợ người ta. Người ta thấy cái là giật. Cái trời cái đó là siết nợ. Đó. Đúng không? Rồi có siết cái hoài không? Hả? Thiếu nợ người ta giờ thiếu nhiều. Cô đua luôn. Ví dụ giờ người ta cho mình 5 triệu mấy đây nè, thông tin công khai rồi sao? Cho 5 triệu mấy đây nè, đang giữ trong người.
mà không 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 khai không được, bởi vì Mạnh Thường Quân muốn công khai biết, nhưng mà bây giờ con hỏi cô, người ta đưa cho cô 50 mấy, kêu con lên đưa cho cô mà con không quay clip con trình báo cho mọi người, con về con ăn sao nói sao với người ta nói ủa sao em không quay clip lên đây cho chị thấy, đúng không? Đúng, cũng tội nghiệp con, trong khi đó mà nếu mà nói là cô mà tại vì sợ biết cô có người cho tiền rồi cô không người... sao đâu em, bình thường thôi. Dạ vậy bình thường thôi ha. Dạ. Chị ăn trái bắp đi chị. Rồi lấy cơm cho Hoàng Anh ăn chưa? Ăn rồi, nó ăn Hoàng Anh ngày hai à. Ủa sao bữa nghe nói gì nó chui vô đây nữa hả? Nó chui vô đây nằm ngủ. Đâu chui vô đây đâu, coi chui thử coi. Chui vô coi, vô cho chú thấy rồi, chú quay lại coi. Chui vô coi, giờ này buổi sáng chưa chui nhưng mà thường mấy giờ nó mới chui? À tối tối khoảng 6 giờ. Chui con, chị đánh ra cho nó chui cái chị nó biểu diễn coi. Bị tật này, bị tật này, nó làm thất nghiệp cái này thôi. Rồi thường là sao, mấy giờ là chui vô đó? 6 giờ em chị đẩy nó vòng vòng. Nhưng mà nó than cái nóng quá nguy hiểm sao? Nó nặng vậy đó. Phải không? Cái chỗ rồi nó nặng vậy. Ví dụ có thằng kia thì đẩy cái này đi ra, hai thằng. Đâu nằm đàng hoàng coi Hoàng Anh. Nằm cái tay. Rồi nằm đàng hoàng như mỗi ngày đi. Như mỗi ngày. Rồi nó dọn ra đây như mỗi ngày đây. Rồi đất ơi. Nóng không? Cái gì mà thường chui vô đó ngủ luôn hả? Gì hai đứa là ngủ, còn đứa nữa thì lấy cái này dục ra, hai đứa nằm sao không à, sao không cho vô quán nó nằm đỡ quán xá người ta mà. Để bán vậy là mấy giờ mới về? Chị bán khoảng 10 giờ 11 giờ. Từ mấy giờ chiều? Từ 3:30 rồi chị bán tập kéo dài tới tối. Còn nếu mà có vé số thì sao? Vé số thì bắt này đi vòng vòng, bắt này đưa này đi 10 tờ cái vòng vòng hết, cái quay lại lấy tiếp, quay lại lấy tiếp vậy đó. Vâng. Cho luôn 10 tờ rồi. Cứ chiều 3-4 giờ là giờ dọn bắp ra bán, rồi vừa bán vừa cho nhóc đi bán vé số. Cứ 10 tờ nằm nó chơi gì cái nó ngủ quên luôn hả? Nó ngủ luôn. Cái gì? Thôi vậy đi ra đi ông. Trời đất ơi. Chứ mọi bữa sao? Mọi bữa kéo cái vỏ ra. À mọi bữa. Sao nãy giờ không chịu biểu diễn kéo vỏ luôn? Thôi à, thôi được rồi. Kiếm gì ông nội ơi thì. Này đi chém người ta hả? Hôm nay nhớ em mình không? Nhớ hoài, đi tìm đi. Cái gì? Nhớ kiếm nó về để ăn hiếp nó hàng chi không? Con kiếm em để con Hương nghe. Hương sao? Hương là Sương sao? Nói tôi nghe coi. Con Hương em đánh cho em, con bực, con chế sữa cho em bú. Thiệt. Con tả cho em, con mận bồ cho em, con cho em tắm. Thì con quýnh em nữa đúng không? Không, em quýnh nó rồi coi. Em con đánh con đau nó kìa. Thôi đi rồi, vô chổng chơi đi anh hai. Rồi. Em cho lớn nào ta biết đường đánh với số lại. Em không biết chị. Vậy là nghe giờ sao cái tình hình mình biết địa chỉ khách sạn rồi chưa? Biết chưa? À, biết rồi. Rồi mai là chị báo công an phường trước. Ở quận 12 đúng không? Rồi, rồi xong rồi để mà xin đưa nhỏ về ha. Rồi đúng rồi. Mai chị đem theo giấy khai sinh, hộ khẩu rồi này nọ, chứng minh rồi đem theo luôn. Rồi chị đó ngay chỗ vườn chị báo. Không, mình cái quyền giữ con vẫn là của ông Vi, chứ nó mình không có quyền gì hết á. Ừ. Nhưng mà mình đang xin nó để đưa cháu về. Để mình chăm sóc thôi, không có đâu. Chứ nó cái quyền giữ con là mình không có quyền này mình ép nó hết. Nhưng mà tại vì nó sắp sanh nở rồi, đúng không? Nhưng mà không sao đâu, con nghĩ là chắc mình đã biết địa chỉ rồi, nay mai nó có sanh nở, thằng nhỏ cũng ở đó chứ nhỏ cũng không đi đâu đâu. Ha, do khách sạn có gì giữ chăm sóc nhỏ rồi bao nhiêu chi phí là lên thì mình trả. Có gì anh nói hết đi. Ừ. Nha, anh tiện anh nói trước đi nha. Có gì em giữ là kêu ta giữ đứa bé là giùm chị. Dạ dạ dạ. Em nói giúp giùm chị đi. Em. Ủa thằng nhóc đâu rồi? Nhóc mới đây chạy chơi rồi. Thì xe cộ đồ á, xe tải đồ. Chạy dữ lắm. Bữa hồi đó hả? Có đang chạy tụi con nhà bờ cha hả? Xe tông lái mai mấy mũi, cha lo. Wow. Cha nào lo? Cha nhà thờ đó. Wow. Rồi con này nè, hồi đó em tin không? Nó đi tiểu, nó quơ tay vậy, đứt cái gân tay vậy nè. Nó đi Hoàng Mỹ, con Vi á, mai hết 500. Nó phá chị dữ lắm. Nhưng mà tại vì mình đừng có nói nữa, tội tại vì không có ai mà
cha để mà giáo dục nó nên nó cũng bất hạnh, nhưng mà nó phải biết thương chị. Chừng nào mà chị bỏ bê nó hay là chị chơi bời hay này cắt cái thì nó thì mới đúng rồi thấy. Thì chị cứ nghĩ đi, mình hình dung một cách nôm na thôi, một cái cây mà chị trồng xuống, chị chăm sóc cô chứ, cô chăm sóc, cô bón phân đầy đủ, cô tưới nước hàng ngày, cô uống cho nó thẳng thì nó lớn lên trong cái sự xanh tốt ra được quả ngọt, đúng không? Không, mình cứ hiểu một cách nôm na vậy thôi. Còn một cái cây mà mình trồng mà tự nó mọc lên rồi tự nó lớn lên thì đương nhiên mình cũng đòi hỏi nó để mở hành cho nó gọn sạch sẽ. Đòi hỏi nó phải xanh tốt hoặc là ra trái ngọt thì nó cũng hơi khó. Cô ví dụ như đợt này mà nó xanh á thì cô có thể mà hỏi ý nó là triệt sản luôn không? Giờ cô nói nghe, giờ cô cũng biết làm sao nữa. Ví dụ bây giờ nó đẻ, ví dụ nó cho cô hay thì cô có thể cô chạy lên. Yeah. Còn nếu mà nó đẻ nó không bao giờ nó cho cô hay. Đó, nên cô chỉ canh mà có nó vừa vô đẻ là cô chạy lên, có tên cô là cô bắt nó triệt sản. Dạ. Mà mấy lần trước là đẻ từ Vũ không hả cô? Đẻ một đứa từ Vũ, một đứa Tiền Giang. Cái đứa mà bé bị mất đó là đẻ đâu? Còn bé vừa rồi nó đang ở với cô nè. Là Tiền Giang. Còn cái bé mà đang ở với nó? Là Tiền Giang luôn. Ở cái đó Tiền Giang, còn đây là Từ Vũ. Còn bé gái kia cũng Từ Vũ. À, mấy đứa sau này mới Tiền Giang hả? Ừ. Mà tất cả là mổ hết hả? Mổ hết. Thôi cô thì hôm nay đến đây cũng thông tin cho cô luôn. Ừ. Có chị Đúc Thủy ở Mỹ gửi cho cô $100. Có bạn Phan Thanh Thi gửi 300.000. Có chị Nga ở Sông Thao, Đồng Nai gửi cho cô 3 triệu, tổng cộng là 5.600.000 để mà cô có chi phí lo cho thằng nhỏ với lại bổ sung thêm cái vốn rồi trả tiền thuê nhà gì nữa đó ha. Đây là 5.600.000 của Mạnh Thường Quân giúp nè, cô cầm đi rồi điếm. Thôi được rồi, chị cũng cảm ơn em rất nhiều, cũng gửi lời đến cái Mạnh Thường Quân là chia sẻ gia đình chị gặp khó khăn, chị cảm ơn rất nhiều. Chị nhắc tiền cho tôi cắt đi. Rồi, để, chị cũng đội ơn rất nhiều. Rồi chị cũng thông tin thêm những cái bước tiếp theo mình trong cái việc mà chăm sóc. Mình có bổ sung vốn rồi mình sao chăm cả rồi. Có chi phí ban đầu để mà nếu mà con Vi nó có liên hệ được với mình đó thì mình ấy cho nó sanh ở cho nó an toàn xíu. Cho có gì thì chị ấy rồi chị lên chị báo cho em. Dạ. Thôi thì hôm nay em đến em thăm chị ha. Cô ha, con đến thăm kêu chị biết gì cái nãy giờ quen luôn. Nếm thăm cô rồi cũng thông tin về cái baby nó đang ở quận 12 rồi đó. Thì có địa chỉ rồi, cũng tranh thủ đi để đón cháu ngoại về. Nghe nói là nó đau bụng rồi đó. Trong cũng sắp đến ngày sinh nở. Rồi chào chị ha, cô ha. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em nhớ giúp giùm chị nhắn cái nhà trọ để giữ đứa bé giùm, đừng có giao cho đó, nhiều khi nó mượn tay nó không đi bán luôn sao. Sao cô hôm nay sáng nay chiều ngày hôm nay đang hiện lại gặp cô Phượng nữa nè, nghe cô cái tình hình của cháu ngoại cái thằng nhỏ mà đi chung với lại Vi như thế nào vậy cô? Bữa nay nó nhỏ ốm. Không mà cô kể lại cái quá trình mà cô tìm được cháu cô đi. Dẫn đi lên ngay chỗ khách sạn á, tìm cháu. Hồi nào cô đi đến hồi nào? Đi hồi lúc 9 giờ mấy 10 giờ. Cô đi với ai? Đi là xe ôm Grab nè. Dạ. Cháu đi lên đó nó không có chịu giao. Lên đến là gặp liền không cô, lên kể diễn biến đi. Gặp xong rồi cái bắt đầu là nó cô lên cái cô gặp nhân viên khách sạn sao ở trên lầu đi xuống rồi xong cái kêu nó thôi giờ mày đưa em cho tao đi, giờ tao về đặng tao ấy. Nó nói rằng là hồng con nó nuôi, nó không cho em, nó không cho cô nuôi, nó nói muốn gì á giờ nuôi giữ đi rồi ngày mai nó xuống nó bắt đó. Giờ nó hả, giờ nó đã mất đứa này rồi, tại đứa nhỏ này nó ôm nó theo chị quá. Thằng nhỏ lên gặp chị nó khóc quá trời luôn, nhỏ nó khóc quá trời luôn. Là nó đòi ngoại hay sao? Đòi ngoại. Rồi sao nữa? Rồi chị mới giật giọng, chị quỳ xuống chị lại nó, xong rồi cứ bắt đầu là chị lại nó, ở đó có camera rồi thấy luôn mà. Chủ nhà trọ biết luôn. Chị lại nó, chị năn nỉ nó đặng ẩm cháu về. Đó không thôi nó hở cái nó làm trận làm thượng hoài, chị không có thích. Nhiều khi đâm ra mình làm ác quá thì tội cái bụng. Chị tội cái bụng thôi đối với nó, chứ chị không đặt cái gì đâu em.
chị thương cháu chị nuôi thôi, tại vì nó nói chị nuôi thằng lớn, rồi thằng lớn nó chị mất tình thương rồi, hỏi em gì nó có giá trị gì đâu, nó ôm thằng nhỏ nó đẻ xong chị ôm chị nuôi, bắt đầu cái nó đi theo thằng kia cái đẻ thằng nọ đó, em nghĩ đi mấy năm trời làm sao còn tình thương, chị ôm chị nuôi mà. Em về xứ Nghĩa em hỏi hết khu vực ở đâu. Rồi chị có hỏi thăm nó chừng nào đẻ gì không? Nghe nói trong vòng tuần này mà. Chết chà, rồi sao rồi? Rồi chị nó đầu dữ rồi đó, chị cũng biết. Bây giờ chị giấu. Sao chị không hỏi nó cho đàng hoàng, hỏi bây giờ nếu mà con... Nó không có trả lời. Nếu mà nó con... Nó tôi không cần bà, tôi có đẻ tôi có chết tôi cũng không cần bà. Con tôi đẻ rồi xong tôi giao. Ý nó giao cha luôn á. Nhưng mà cha nào mà nhận là chết chứ chị. Chưa sao vậy? Đồng ý của chị mà. Trời tại vì chị ôm đứa cháu này 3 tháng tới bây giờ. Giờ cái tình hình cháu này chị đang để đâu rồi? Chị giấu bên nhà dì ba nữa đó. Nhưng mà nó dì ba nó có khóc không? Nó có quen với dì ba đâu? Có. Con có mẹ ba á. Nó có khóc đâu. Bây giờ nó ngủ rồi, dì ba nó cho ăn cơm xong rồi chị dỗ ngủ rồi. Nhưng mà ví dụ nó về dì ba nó lấy không được đâu hả? Dì ba không được đâu hả? Dì ba nó nói về dì ba nó đánh chết á. Nó sợ dì ba nó lắm không? Tại dì ba nó đó là đã cu mang nó rồi. Dạ, nó đi ăn chơi các tám, dì ba nó kêu chồng đi rước về, bị người ta lấy xong bỏ chơi vô nằm băng đó. Thằng anh rể phải đi chở về. Rồi bắt đầu là nó, rồi con chị mới thấy vậy mới cho quần áo, sắm sửa quần áo, tạo điều kiện cho buôn bán. Mà tại vì nó không chịu. Nhưng mà dì ba nó sợ dì ba nó không? Sợ chứ, chờ con đó nó giữ. Thôi giờ đúng rồi, thôi vậy con thấy cũng được. Giờ cứ đưa cho dì ba giữ đi, nuôi luôn đi. Nó không dám mén mảng đó để mà con chỉ còn hai đứa con nó sao ngủ được. Chết. Đó, con chỉ còn hai. Nhưng mà đứa đằng nào cũng giờ cách đó là cách hữu hiệu nhất thôi, cũng phải ráng chứ sao. Rồi gì? Chiều nãy giờ nó điện nè, nó nói mẹ tranh thủ tối rước em. Ai nói? Nhỏ con gái á. Con gì hả? Con Vi hả? Nhỏ thứ ba. À. Nhỏ trước đó. Cũng là con vậy luôn á hả? Con đó thì nói em. Vậy thôi đưa cho dì nó giữ đi. Dì của thằng nhóc á. Nó còn con đó, con nó mất 2 tuổi bằng đó luôn. À là nãy gì chị đang nói chị ba của con Vi hả? Giữ hả? Chứ không phải em tưởng đâu chị nói là con tưởng đâu chị nói là chị gì? Dì. À dì của thằng nhỏ. Ở quận 3 hả? Sao ta? Quận 3 rồi. Nhưng mà dì nuôi em thì cũng được hay gì đâu? Nó đâu có nuôi được. Hai đứa giờ có con đứa nữa thì có gì có tiền đưa lên cho nó được không? Ví dụ chị có tiền chị bà đưa lên cho nó có chi phí nó nuôi. Nó không có giữ đâu. Tại nó còn con nó quá nhỏ rồi nó còn phải kiếm cuộc sống nuôi con nữa. Chứ giờ sao? Giờ cái cách sao? Giữ. Mà nếu nó về để đòi. Nó về đòi. Bảo chị bán tranh thủ chị kiếm đường chị đi. Chở nó đi. Đi đâu? Đi rồi kiếm khách sạn chui vô ngủ đi rồi trong vòng tuần lễ nó đẻ rồi cho xong. À. Đó, vậy đi chịu khó vậy đi. À cũng còn tuần nữa phải không? Còn tuần nữa. Thì vậy, thôi giờ chị nói với lại dì ba nó cái con gái chị á cái vấn đề giống vậy đi. Còn tuần nữa thôi nó con gắng cố gắng nuôi giùm má đi. Thì trong một tuần chứ nhiêu. Không có chịu đâu, không có chỗ. Rồi vậy thôi cái cách tính gì cũng được nhưng mà chị bảo đảm một điều là trong vòng từ giờ đến con Vi đẻ là chị sẽ giữ cô sẽ giữ được đứa con đó đúng không? Rồi để mọi người yên tâm ha. Rồi thôi cũng nghe được cái tin Vi về. Rồi thí dụ mà nay mai mà nhà mai nó có lên nó quẻ gì chị điện thoại em nói chuyện với nó nha. Nó xài em đâu mà thôi. Xong rồi làm phiền ta không? Nhiều khi chị kèm chế không được. Sao nãy có cho nó được đồng nào không? Không. Chị không cho. Đúng chị, rồi. Chị nói em Hà là biết nó đẻ đâu vô thăm nó. Nhưng mà đợt này nó đẻ chị cũng vô nó buồn chị. Tại vì chị khổ quá nãy chị nói nè. Mà cư xử tao rất là tệ. Thì bây giờ trả ngược lại con mày. Dạ dạ. Tao lo cho mày. Wow, tao bỏ mày đâu. Nay chiều mưa mà cô Phượng cũng bán bắp nướng nè. Thấy cũng khá cực khổ mọi người. Nhóc nhỏ đâu rồi? Nhóc nhỏ vậy thôi chị gắng cố gắng nha. Nói chung là thằng nhỏ mà về được rồi thì mừng rồi. Chỉ sợ nhiều lúc nó đang sanh đẻ mà nhỏ bỏ. Nó nói là tôi không có giao bà đâu. Có gì đâu bà mẹ con tôi giao cho người khác. Tôi cũng giao bà. Dạ dạ. Chị sợ lúc này lúc nó đi sanh cái thằng quê này. Rồi đâm ra nó dẫn gửi người chuyện lên bán thì sao mình. Dạ dạ dạ. Thôi đến đây thì Lê Hân Thiện xin chào quý vị đã quan tâm theo dõi ha. Xin mọi người hãy tiếp tục quan tâm đến clip mà video của kênh YouTube Lê Hân Thiện. Xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người ha. Có việc gì thì cô điện nha. Yeah. Chào nha.